Kiều Minh Tuấn khiến fan lo lắng với diện mạo mới. Xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ, Kiều Minh Tuấn khiến đồng nghiệp và người hâm mộ lo lắng. Để lại dấu ấn qua loạt phim điện ảnh đình đám, Kiều Minh Tuấn đắt sâu và xuất hiện trong nhiều chương trình. Với việc hóa thân trên phim ảnh, người hâm mộ không ít lần trầm trồ trước sự thay đổi diện mạo liên tục của nam diễn viên. Tuy nhiên, hình ảnh mới đây được Kiều Minh Tuấn cập nhật lại khiến khán giả lo lắng. Trong hình ảnh mới trên trang cá nhân, Kiều Minh Tuấn ghi điểm với phong cách trẻ trung, năng động. Vẻ ngoài cuốn hút, có chút cung ngầu của nam diễn viên khiến hội chị em phải bàn tán. Thế nhưng, ai cũng nhận ra Kiều Minh Tuấn đã giảm cân rõ rệt. Có thể thấy gương mặt của nam diễn viên phim Em Chưa 18 trở nên góc cạnh hơn. Vẻ ngoài trông gầy hơn so với trước đây. Nhiều đồng nghiệp đã để lại bình luận, nhìn anh xanh xao quá, sao mặt anh tái mét vậy? Các fan cũng bày tỏ sự lo lắng trước diện mạo mới của Kiều Minh Tuấn. Kiều Minh Tuấn sinh năm 1988, là nam diễn viên điện ảnh. Sau loạt vai diễn phụ gây cười thì cái tên Kiều Minh Tuấn trở nên gây sốt sau bộ phim Em Chưa 18. Kể từ đó, nam diễn viên được nhiều khán giả gán mác là soái ca, trai hư trên màn ảnh rộng. Gần đây, Kiều Minh Tuấn nhận được sự yêu mến của khán giả khi tham gia chương trình 2 ngày 1 đêm. Sự duyên dáng, hài hước cùng tính cách ấm áp giúp nam diễn viên có thêm lượng fan đông đảo.